Đấy, bắn chui nó ở thật đi. Ui. Giờ dây đã gỡ ở đâu? Tôi đốt rác ở đây này. Tôi nó nhiêu này, tôi gặp à? Ừ. Cháy to thế nhỉ? Đang kinh chứ. Đây này, nó ở đây này. Đâu đâu? Trong này này. Đi ra cái này xem. Ui đây 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 đây. Thấy chưa? Đây. To với. Đấy. Thấy chưa? Cắm ra đây. To lắm. Ui, to thế. Đây. Này. Thấy chưa? Sao ở đông ra đây nhỉ? Đúng rồi, đồng nó vào đây, không? Nó thiêu đây mà. Ừ, ngoài cánh đồng nó vào. Ui, ui, trên giường. Trời ơi, to đây. Quá to luôn anh em. Nào, to dài chưa? Ui dồi, chết to. Khổng lồ luôn đấy. Quá sợ hãi luôn. Túi đâu em ơi? Túi đi. Nào, đi ra. Bỏ túi đi, 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 tiền tiếp xem nào. Anh em tìm kỹ đây không thôi gái chẳng có. Cái này đi xem nào. Đây đây, đây đây. Trong cái đống này. Cẩn thận tay chân đi Tiến nhá. Ôi trời ơi. Ui mẹ, đầu có rắn lên như này, có đầu luôn. Đây 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 đây. Này. Tí nữa tôi phóng nào. Tí nữa. Ừ, cái đầu rắn này. Cái đầu con rắn đang nằm bên này không? Ừ, đó đầu con rắn này thì kinh nhỉ. Nhỏ quá đi. Nó chui trong đống này này. Ừ, đúng không? Nó chui đống này lớn nhỉ. Nó này trên mặt này. Ui ôi. Cầm này, cầm này, cầm này. Oh my god. Đấy, vào rồi. Nặng ghê. Quá nặng luôn này. Đấy. Nhìn đi, của con nhỉ. Móc đâu? Móc được. Ở đây có con ốc này. Có khả năng cái này. Ai ừ, kinh. Trời ơi. Tí nữa đấm đầu. Tay vào khối đầu thế. Tí nữa thêm đủ. Nó phóng ra này. Đấy. Đấy, 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 đấy. Đấy, 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 thấy người nó lại rụt vào khổ lắm. À đây đây đây, đứng im. Đấy, đứng im, đứng im, đứng im, đứng im. Anh Tú gọi anh. Đấy, đấy vào rồi nào. Ôi, ra đuôi rồi. Đây đây. Ờ. Đấy. Ờ này đúng. Ờ. Con sư nhỉ. Ôi, sau này có cái lỗ này. Đâu? Sao có lỗ à? Đấy, trong này có cái lỗ. Cái đầu đây. Đấy, nó ra đứng im. Trong đây. Thấy chưa? Nó lại rụt. Còn lại rụt nại nhỉ, cái này tổ của nó rồi. Ồ, này có cái ốc sao như? Đây có cái dây này. Ôi, nó ra, nó ra, nó ra. Đâu? Đấy, 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 đầu đấy. Đầu đầu bên này này. Đầu này chắc là nó ra. Khốn lắm không ạ? Ăn thủ tổ lại. Ừ. Khốn nạn nhỉ. Ừ, ừ, ừ. Ừ, ừ, ừ. Không ra thì mấy cái chân. Ừ, lại đụng vào trong. Cái họ này. Cái họ này. Ui, nhìn rõ này. Nó cố thủ bên trong. Nó chui cho vào nó cố thủ. Ui, ui, ui. Đấy, 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 đấy. Đấy, đấy, đấy. Quỳ như vậy mà nó không ra đi. Mấy trăm mét. Nó ra, nó ra. Nó ra rồi, nó ra rồi. Nó ra rồi, nó ra rồi, kinh quá. Dài thế. Oh my god. Oh my. Nó ra nó nhanh. Ôi trời ơi. Ui, kinh chưa kìa. Ui, đây rồi. Nó chạy đâu. Khôn nhanh. Ừ, khôn thế nhỉ. Khôn vậy đấy. Chân, chân, tránh nào không nhớ. Còn con nó phóng lại sao? Phóng lại sao nhỉ? Ui. Cứ đâu được nhớ, trong nó phóng làm phát. Thằng này. Ui, ui, kinh quá. Được. Rồi. Kiểm tra cho nào còn con nào không? Kiểm tra em còn con nào không anh em ơi? Nào. Ui, kinh thế. Bạn chơi chưa?
mấy cái này thì ca hết rồi, cái này trong cái này còn không? Hết rồi. Ừ, hết rồi không ạ? Ui cái này nặng lắm anh em ơi. Khả năng có rồi, nặng lắm. Ui kinh khủng chưa kìa. Bây giờ ông này trời ơi. Ui, có rắn ở đây rồi. Ui này, đây có cái dây này mở ra này. Kinh khủng chưa? Đâu. Nó có cái dây này. Không xoay về vùng vậy. Đây đúng không? Thấy chưa? Thấy chưa? Sợ thế nhỉ? Cái gì đây? Đây trong là khả năng có rắn trong này mọi người. Đấy, nó chui nó ở đây đi. Ui, đây. Chưa dây đã ở đâu? Mấy con cẩn thận. Ui cha mẹ ơi trông này kinh. Ui giời ơi. Đây ngược xoay một phát. Đấy, thấy chưa? Mũi luôn. Ra mọi người này. Đặt luôn. Ôi đâu. Đặt xe. Đầu ra đây này. Đầu ra đây. Đấy, thấy chưa? Đây. Trời ơi kinh. Ừ nhỉ, đây một ống luôn này. Sợ nhỉ. Con vàng nó đen này. Ui nó nén chặt đây luôn đúng không? Đấy, này. Đúng chưa? Đấy. Xoay mình gớm nhỉ. Ui, tinh chưa? Cẩn thận nhá. Đấy, cái đầu ấy. Đúng rồi. Đầu ra cái lỗ này. Ừ. Cái đầu nó gớm chưa kìa. Úi giời, nó thi đầu lỗ nhá. Đấy, làm một ống. Đặt một ống luôn này. Tinh chưa? Quá sợ hãi anh của mình nhầm. Đấy. Mấy con sao ấy nhỉ? Mấy con. 3-4 con. À, nó ra lối nào đấy? Ui, kinh khủng. Đúng thường đây. Nào mọi người này, theo này. Hay nhỉ? Cái ống này chứng tỏ mấy ống kia còn nữa ấy nhỉ? Đặt cái ống luôn. Đấy, nó quanh đây, nó ở đây mà. Nó ở đây này mọi người này. Nó ở, nó quen rồi. Quen chỗ rồi. Thế mà nó không ra nhỉ? Đây rồi. Ơi, có con đầu thò ra rồi. Này. Ấy ơ, kinh chưa? Quá sợ hãi luôn này. Đây rồi. Ui mọi người xem này. Chui hết trong này luôn mọi người nhá. Chứng tỏ cái ống này thích hợp cho nó nở đấy nhỉ. Ấy, kinh chưa? Mấy con này đấy nhỉ? Ba con rồi. Ba con này cả, con này con thứ tư à? Ui đây này. Nó đang nằm trong cái ống này. Đấy, cái đầu trong này. Ơi, ui rồi, đây rồi. Mày đây rồi. À, cái này nhanh lắm nhá. Cái này gọi nó nhanh lắm. Thấy không? Nào chân nuốt. Bỏ được. Quá to luôn mọi người. Đằng sau vẫn còn mấy cái nữa kìa. Trời ơi. Đấy, xong. Để tra đằng sau. Cái này không có. Kiếm còn cái nữa kìa. Cái kia vẫn em lấy rồi, xem rồi. Cái này có không? Hết rồi, không có. Cầm đây chưa nào? Hết rồi. Này nó có cái lỗ xuyên thấu trong này. Hết rồi. Kinh khủng nhỉ. Đấy mọi người, thì sau một hồi anh em tìm kiếm đây đã bắt được tất cả là 4 hay 5 con rắn gì đấy mọi người nhá. Thì mọi người xem là video của anh em mình cảm thấy mà yêu mến anh em mình, cho anh em xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhá. Chào mọi người nhá.